bắt đầu lên đến sống lưng khủng long. Đây được coi là nơi chỗ là nguy hiểm nhất của cung Tà Xùa Yên Bái. Ngày mai mình sẽ leo đỉnh Tà Chi Nhu nếu mà còn sức khỏe. Xong trước thì chưa Yên Bái là nổi tiếng nhiều đá quý đúng không em? Đúng rồi. Đây là so. Đây đoạn nó sợ nhất là đoạn này à? Đúng rồi. Đoạn sợ nhất là đoạn này vẫn kia. Đoạn nào? Đoạn này kia. Chứ đoạn này thì chưa ăn thua à? Đoạn này với đoạn kia thôi. Còn mấy đoạn kia thì cũng đi thường. Đánh chút giày có cái gì đó. Rồi ok. Chỗ 2020 có dây cáp mà em nhỉ? À phải đu cáp qua kia à? Không, phải vòng qua đây thôi, bên đấy là dây. À đây nước đấy mình ăn lúc ấy mà ăn trưa ấy. Ừ. Ở cái lán đấy. À đây là đường nước đúng không? À. Trên kia nhiều nước hơn à? Trên kia nhiều nước. Trên kia cái rãnh nước này dẫn vào hai cái lán hết mà. À. Ở dưới kia cũng có thứ tát ở trên kia rồi. Nếu ở trên kia tát đấy thì đầu nguồn đó. Tát. Tát đầu nguồn. Ngày xưa không có cái này thì đi vất em nhỉ? Ngày xưa không có cái lan can này á. Bọn em đưa cho khách lên trên này á. Nó về nó thăm mát xốp, nó bảo là sao mà không lại cái lan can ở đây. Ừ. Thì sau này bọn em mới làm này. 2020 đấy đúng không? Đấy, bọn em mới làm đây mà. Thâu chắc chắn. Tuần trước cái gì nhỉ? Được tuần, được 2 tuần thôi. Ừ.
Em dẫn một người lên trên này đi khuê cũng phi luôn. Em vừa đủ hút kín nó. Nó đi chỗ sông lưng này nó đi mất 45 phút rồi mà. Đuổi theo luôn. Em chỉ đuổi nó thôi. Đuổi ăn nữa, em một người đuổi ăn nữa mà. Em cũng nặng. Cái thằng ấy là nè. Thì thằng ấy nó dùng hai cái gậy nó đi đúng không? Không không dùng hai gậy gì đâu. Đi như anh thôi. Đi bằng bằng như này thôi. Đi bằng bằng như thế thôi nhưng mà. Nên nó khỏe. Nó khỏe. Khỏe là không sợ nó cao. Nó là nó mệt thôi, nó bảo là mệt thì cũng mệt nhưng mà vẫn chịu được cũng đi được. Như bọn sợ gà là cứ lò dò. Đúng rồi. Nó sợ thì nó cứ lò dò như anh bạn này, anh đi kiểu này từ đây xuống nhá. Mình đã xuống đây rồi nhưng mà nó vẫn ở trên đấy. Anh đây cũng đang lò dò đây mà. Nhưng mà anh thế là anh thì tốt rồi. Vượt qua được đoạn này. Anh chỉ qua đoạn này là trên kia là anh đi nhanh nhất. Từ đoạn xuống này là anh đi thế là trên kia là anh đi nhanh nhất. Chính đoạn về cho đây lại mệt nhỉ. Nếu về thì nó đoạn này là phải leo. Đoạn mệt. Nhưng mà lướt xuống thì nó lại đoạn này lại cũng mệt. Nói chung là nên lên xuống xuống. Đúng rồi. Sống luôn không tao. Vực sâu. Khu vực sâu gió lốc nguy hiểm. Sao em? Hả? Mình cứ tưởng là không có nước, hóa ra cái đoạn này là gió thổi đó đứt rồi. Đứt cáp à? Đứt cái dây nước ống của mình ấy. À. Ê nhờ. Sao tưởng. Mình tưởng là sao mà dưới lãng như vậy không có nước theo gì mà nó thổi cái dây nước của mình bay đồ. Chắc mới bị đúng không em? Nó gió to quá. Đây phải gọi. Lên trên này gió còn thật bay thổi bay cả người ấy mà. Ồ. Hôm nào gió mạnh á? Bay cả người. Sợ thật. Thế bảo sao nó không dám leo em nhỉ? Cái dạng ống nước của mình đang lùn đi lùn đi vào cái ngọn cây cả. Như anh béo thế này thì chắc không bay được. Ô anh không biết không chịu không nói không chắc thế đâu anh ơi. Tùy đúng không? Tùy thôi, không nọ lên trên này. Úi giời. Anh nhìn thấy dây cáp rồi, dựng đứng như này á. À. Thầy thì mệt lắm. Ôi trời ơi, cái dây cáp nó mất thứ này. Quá rồi.
Cáp thì không đứt được. Chôn thế. Ở có cá mà. À. Cá luôn qua mà nhưng mà nó đứt hết rồi. Thế phải đi sửa. Cái này kiểu dính một cục rồi. Mới rồi cục ngay hay ngay. Đây là đoạn rất là khó. Là sống luôn. Là đoạn dựng đứng luôn. Đu dây đu cáp. Sơ đoạn đu cáp chưa em? Hả? Sơ đoạn đu cáp chưa? Chưa. Giờ mới bắt đầu thôi đúng không? Giờ bắt đầu thôi. Em cứ đi đi. Hôm nay thì phải tới bên cái đỉnh thớt thì mới hết cáp. Ừ. Mệt. Rất mệt. Sắp hết sống được khủng long rồi. Thank you.
Hết cáp rồi em. Hết cáp rồi. Ôi, nèo rồi, cứng cả chân. Mệt rồi. Mệt thật. Xoay được 2000 mét chưa em? Biết đo này. Chưa đo đúng không? Đỉnh kia đúng không? Núi non trùng điệp. Trùng điệp được. Làm kia đúng không em? Đúng rồi. Xa phết nhỉ? Hả? Nhìn thế thôi nhưng mà đi xa lắm. Nhìn xa ấy. Toàn đi sống nước khủng long à? Đi qua đây rất là dễ vào cái rừng. Cái bên kia rất là dễ vào ấy. Đi vào rừng, đi men rừng đúng không? Ừ. Đỉnh thì trên kia, cảm giác đỉnh gần em nhỉ? Cảm giác gần nhưng mà đi hơi vất. Kiểu này khả năng mai mới lên đỉnh em ạ. Ừ, được. Không thì cố quá. Cố quá mệt quá. Ừ. Mai dự tính. Không thì leo 4 ngày được. Em đi trước đi. Anh đi. Thôi em đi, anh đi sau. Đi sau anh đi từ từ. Sống được khủng long. Từ đây vào là anh nhanh thôi. Ừ. Đi đi. Nói chung đoạn phức tạp đã đi qua đúng không? Hai bên là vực. Đoạn này nó cũng không sợ nhỉ. Sống lưng nó dày, chỗ kia sống lưng nó bé tí. Đoạn nào nó cũng như này, anh leo đến đêm cũng được. Cái đoạn nào cũng bằng bằng như này này. Anh leo đến ngày mai được. Được một đoạn thôi à em? Từ mai trở đi là toàn đi bằng từ rừng hết. Ừ. Đi rừng cho mát em ạ. Với cả đi rừng thì chỗ nào khó thì bám víu vào cây.
Đội kia khéo ngủ giấc thì mới về em nhỉ? Khéo ngủ giấc thì về. Thế này mà về thì 5-6 giờ mới xuống được chân núi. Tầm giờ mà về cũng phải mất 4 tiếng đúng không em? Ừ. 4 tiếng phải 5 giờ. Em nhìn thấy à? Cái mặt em tinh thế. Anh chả nhìn thấy gì cả. Đội này anh thấy đi cũng kiểu chậm nhỉ, đúng không? Đội này đi hơi chậm. Về đoạn này là hơi phức tạp với cái đoạn này. Đoạn nào? Đoạn này đấy. À, em đi đi. Đoạn ngắn này gì? Ừ, để anh xem nó phức tạp nhau. Em đi đi, em cứ đi đi, anh đi được, không sợ đâu. Chỗ này à em? Vâng, đúng. Ừ, anh đi được mà. Bác đi mày bác. Ừ. Hai anh em lên đứng qua. Ôi chó đi cùng. Hôm nay xấu ở lá này anh. Thế kia mày lý à? Tôn. Nhập người sướng ấy. Bây giờ xuống kia đến tầm 3 giờ, 4 giờ đến nhà. Xem em ở với. Chút tối chút mưa rồi, ngủ tiếng nó đồng hồ đây. Nghĩ là cũng là ngủ nó 7 giờ đi, đi đến thì kia 10 giờ. 10 giờ nó xuống đến đây mình 10 giờ. Xong rồi nghỉ, nghỉ hơi lâu nha. Bây giờ đi thẳng lên đỉnh mai xuống sớm được mà. Cứ lên đi lan đã rồi tính. Cứ lên đi lan theo nó, cực kỳ thời gian cũng được. Biết kịp bây giờ vừa mới 1 giờ. Xem sức khỏe thế nào. 1 giờ, lan đây rồi. Tôn. Đi khoảng
giờ đến tầm khoảng 4 giờ, 3 giờ đến trên đỉnh rồi. Ba 3 giờ đến đỉnh là về đó, quay xuống đến đây tầm khoảng 5 giờ 6 giờ. Là mai thì xuống lên lán. Rồi. Xem là cứ đi lán theo tính kia. Chứ đi lên lán đã rồi tính kia. Anh em nhé. Vâng. Chó nhà mình mà. Chó nhà em à? Ừ. Nó lên đây ác thế. Lên thôi, hôm nay chó nhà mình mà. Lên đây để xin ăn. Về mày nhá. Về. Nó không đi. Về đâu. Về, nhanh. Anh đi chơi đây, anh đi chơi đổi nó về. Làm sao nó về? Về. Về nhá. Nó về không? Nhanh lên. Về. Khôn phết nè. Về nhà anh. Về. Mày đi đâu à? Con còn đá rồi. Con thì khôn đấy. Em chọn rời xa anh. 23 mới ra trường vui mà anh vừa bước ra cuộc đời đạp anh ngã. Anh hoang mang bởi hai bàn tay trắng. Giá tài duy nhất anh có là em. Anh đã tin rằng chỉ cần mình có anh đã tin rằng chỉ cần mình nắm tay bao nhiêu năm cũng chẳng thể xa cách nhưng đến hôm nay em lại đổi thay anh ơi anh là mình chia tay thôi đến đây thì xem như mình hết duyên thanh xuân em không chờ được anh thôi tội mệt quá. Nhau từ 7 giờ
6 tiếng. Đến nơi. Quá mệt. Anh phải nghỉ tí đã. Đêm qua anh mất ngủ. Đến nơi rồi. Nghỉ tí xem tình hình nào. Mệt thật. Mệt mà. Anh để chỗ chụp ảnh hay chỗ nào thế chứ? Ở trong kia thôi. Ở trong đấy gì? Ừ, trong kia thôi mà. Mệt quá. Buổi đêm trên này rét em nhỉ? Vâng, rét lắm. Mình đến lán lúc 1:30. Nó ngủ bất tỉnh hơn 2 tiếng. Mệt quá, đêm cũng mất ngủ tại vì đêm qua ngủ ở cái homestay không quen giường và buổi tối lại uống cà phê nên không ngủ quen. Và đêm qua không ngủ. Vì thế mà hôm nay giờ ngủ rất là mệt, rất là buồn ngủ. Đun luôn này em. Đun thịt. Đến ra đâu để có sóng em? Sóng là ngay chỗ này đây, ở chỗ ghế này có sóng này. Ra ngay chỗ ngoài đúng không? Vâng, ở chỗ ngoài có ghế. Cái chỗ mà em bảo nó đón bình minh cái gì? Đấy, à. Chỗ đây có sóng mà. Anh chưa biết chỗ đi đâu, anh chạy ra thử xem. À, giờ vẫn sớm mà, nghe. Ở chỗ đây cũng là cũng có. Giờ phải tìm sóng nhé. Cái máy quay này mình đã làm mất cái gậy rồi. Mất cái gậy vì thế mà đang cầm bằng tay. Em ước mơ rằng chỗ này à. Trời rất là lạnh. Xem có sóng không nhé. Không có sóng. Không có sóng, đâu là sóng đâu. Sóng không? Sóng ơi. Sóng không về với bản làng rồi. Đây. Chán quá, không có sóng. Liên lạc về nhà làm sao đây? À đấy, có sóng rồi. Rút. Ok. Check thông tin một chút. Sau khi mà liên lạc được về với gia đình, mình sẽ lên đây. Đi vào trong bếp cho ấm. Thời tiết rất là lạnh. Một cây gậy rồi. Bắt được chim hay nhỉ? Vâng. Quay con chim. Chim này gọi là chim gì em? Chim này á? Chim này mình
ở dưới kia nó bảo là chi tươi đỏ là chả biết chi gì. Nhưng lúc nó sập bẫy nó không bị gì ấy. Không, phải thử đi, phải trả cái gì. Hồi bếp cho ấm. Ăn sớm nghỉ sớm. Ừ, sớm nghỉ sớm. Mai đi, mai đi sớm. Mai đi sớm, mai 5 giờ đi. Ok. Không hình nữa. Nếu mà không mưa thì nếu mà không mưa thì đi sớm hẳn cũng được. Nhưng sợ không có đèn, sợ không có đèn pin. Em có đèn pin không? Bởi vì em không có. À, em không có. Ừ, thế thôi. Bắt buộc phải đi từ 5 giờ được. 5 giờ thôi. 5 giờ đi một tí là sáng rồi. Ừ. Nhà em là của mấy anh em? À, nhà này á? Nhà em ấy. Nhà à có hai anh em thôi. Ừ. Lán này là chủ là ai ấy? Chủ là có mấy người chung? 6 người hay sao? 6 người. Ừ. Thế mà ngày xưa em làm cái lán thì ngon nhỉ? Ôi thì nói chung là nhiều người quá. Đúng rồi. Làng nó lại không bó. Đúng rồi, lại toàn này chung nhau đúng không? Toàn là chung nhau thôi. Nói chung là mình muốn làm thì làm riêng, sau là 1-2 người thôi. Nói chung là đúng rồi, 1-2 người cùng góp sức vào thôi. Thế thì mình thu hoạch thì cũng tạm được. Nhưng là nhiều người quá là sao là mình... Cuối năm tổng kết thì chả ăn thua đúng không? Đúng rồi, cuối năm tổng kết là 1-2 đồng đọ, đồng kia hết đi đâu hết rồi, chả được gì cả. Mà có lán thì này cũng phải lên trông nom đúng không? Đúng rồi. Lán này năm nào cũng chả đầu tư vào. Năm nào đồ mua nào có biết. Khách. Mùa nào có khách thì kiểu gì cũng phải đầu tư các thứ đó. Đầu tư như là chăn đệm sau là nọ nọ kia vào thì khách nó ngủ. Không phải là làm được một thể là làm được sao là mình thế là mà thu hoạch đâu. Nhiều cũng như là bê tôn bê các thứ lên đây cũng vất em nhỉ. Bê cả tôn là tất cả lại các thứ lên đây hết mới bao công sức mà anh ạ. Này thuê toàn thuê. Nhà em anh thấy phù hợp là mô hình homestay. Vâng, ở chỗ đấy quá hợp luôn. Chỗ đấy thì nói chung là làm thì chỗ đấy gửi xe cũng tiện, làm gì cũng tiện. Vâng. Em đang chuẩn bị như thế nhưng mà đợi Covid. Covid nó là cứ đợi hết đỡ Covid. Vâng, đỡ Covid sao là mới tính tiếp. Ừ. Nhà em mới năm ngoái đúng không? Vâng, năm ngoái nó làm ấy. Nhà mới tinh. Vâng. Gì cũng phức tạp. Nói chung là mình nhận thì mình phải cố gắng thôi. Nói chung là mà không thoải mái bằng mình khách thoải mái là mình khách lẻ đúng không? Khách nó in khách thì mình đi thì nó nhà hơn nhiều. Ừ. Đây. Em đun từ mấy giờ đấy? Đã. Em đun từ lúc anh ngủ à? Không. Anh đun anh dậy đấy mới đun này. À mới bắt đầu. À mới bắt đầu mà. Ừ. Cơm đây. Để đun nhanh đấy. Nói chung là người biết làm thì nhanh ra. Nói chung là người không biết làm thì lờ đờ thì lâu lắm. Lâu lắm không được ăn được. Đúng rồi. Đun cho bao nhiêu người mà? Dạ. Yeah. Ờ đúng rồi. Đi thế này thì chua với em ấy. Còn mấy người đó là nó đi là nó biết nấu nướng thì kiểu ra nó nấu nướng kiểu gì cũng nhanh hơn. Đi ăn sớm vậy thì nó sớm đây sớm nữa sớm. Anh dùng đi, cứ dùng thật đấy, dùng khi nào ớt này mới ngon. Rồi, xong mày đi. Nào lại rượu đi. Thôi anh ăn cơm đã, em cứ uống đấy. Rồi ok. Em uống. Uống cái này. Để lại. Để cái này cho anh. Khi nào anh cơm xong anh uống. Ây.
Ăn cơm đi. Cơm đây. Ở rừng này có nhiều chim không? Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn anh. Hôm nay là mình đi là quá nhiều gạt chim nhiều nhưng mà hôm nay là không có tội là không mang súng lên. Mang súng là bắn được đấy. Vâng. Em cũng gần huyện nhỉ? Em gần huyện mà. Cách đó quay. Vâng. Chỗ kia mấy cái chỗ nào các anh đi đấy? Mấy cái núi cách chỗ trung tâm này cả tiếng. Cả tiếng đi mệt lắm. Từ theo khách chọn hai nhanh thôi. Giờ này đang lên leo ở chỗ dây cát, cái dây cát đang được đấy thì lên đây thì tối thì nóng tối mệt lắm, mệt nghỉ cũng muộn đúng rồi, kiểu gì nó là nếu khách lên giờ này đã đến chỗ dây cát thì kiểu gì nó đến đây thì kiểu gì nó phải 7 rưỡi đến 8 giờ. Thế nấu nữa xong ăn là chừng khoảng 11 giờ mới được nghỉ rồi. Thế thì sáng này dậy sớm, mệt quá. Sáng nó dậy sớm. Sáng phải dậy trước. Nó dậy trước nó phải đúng nữa cho khai mì nữa. Sau khi ăn uống xong, ăn sớm. Ăn uống xong thì có mỗi chỗ này có gióng điện thoại. Thế giờ mình sẽ phải đi đón lửa. Mây hồng đó. View này để mai đón bình minh. Nhóm củi, nhóm lửa. Nhóm củi khó lắm. Được, trong này cho ấm. Có cái gì đó để nồi. Được. Cái nước. Thịt chim đúng không? Rồi, thịt chim ngon lắm. Thịt chim ngon đấy em ạ. Chim ngon mà. Bình thường em lên núi em có bắt mạng không? Bắt mạng á? Nhiều không? Em không bắt được. Từ chú lá mổ đến đây bây giờ